Tập 40. Minh Tâm, ta nghĩ hôm nay không nói, có lẽ sau này không còn cơ hội nữa. Ta có một đề nghị không phải phép lắm. Ta muốn mở thân thế phí nhi ra. Chẳng nói sao cơ. Ta biết giờ ta không nên nói những lời thế này. Thật sự không nên. Nhưng mà nếu lúc này không mở thân thể phí nhi ra, sẽ lỡ mất thời cơ tốt nhất. Chúng ta không bao giờ biết cần bao nhiêu mạng đà la để làm thuốc tê. Từ khi phí nhi sinh ra đã theo ta chịu khổ. Từ nhỏ nó đã yếu ớt. Lúc sinh ra nhỏ xíu như thế, sau đó nó khỏe hơn rồi thì lại không được yêu quý, vì làng xóm nó là thứ giả chủng. Sau đó nữa thì bị tên súc sinh Ngô Thành lợi dụng và làm tổn thương. Lúc còn sống đã chẳng được theo ta hưởng phúc, giờ mất rồi ta không thể làm tổn thương nó thêm nữa. Nhưng mà Minh Tâm, mắt của nàng, ta không cần mắt gì cả. Ta thà cứ mù thế này mãi. Chàng đi đi, đi đi. Minh Tâm, nàng bình tĩnh nghe ta nói mấy câu đi được không? Ta tin là nàng hiểu rõ. Trong lòng ta, phí nhi cũng như con trai ruột của ta. Nó mất rồi, ta cũng rất đau khổ. Không, nhưng con người ai rồi cũng chết. Hơn nữa, cái chết của phí nhi là chết vì thử thuốc cho nàng. Nếu như chúng ta đều không tìm được dược tính của mạng đà la, thì không phải phí nhi đã hy sinh vô ích rồi sao? Thuốc tê là mục tiêu lớn nhất của cả đời ta. Ta mong có thể dùng nó để chữa khỏi mắt cho nàng. Nếu phí nhi còn sống, nhất định đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của nó. Thuốc tê là thuốc cứu người. Ta tin rằng lúc này ở một nơi nào đó khác trên đời cũng sẽ có một người mẹ gặp cảnh giống như nàng. Có lẽ tâm nguyện lớn nhất của phí nhi chính là hy vọng mẹ nó có thể là nhìn thấy ánh sáng, có thể tiếp tục sống thật tốt. Ta muốn yên tĩnh một chút. Để ta yên tĩnh một chút đi.
Chàng vào đi. Làm chuyện chàng nên làm. Phí Nhi, Phí Nhi của ta. Con ta không cần ngươi tế bái. Nguyên Quá, Nguyên Quá, Phí Nhi, Nguyên Quá, Phí Nhi, Phí Nhi, con trai bảo bối của ta. Sao con lại chết vậy? Phí Nhi không phải là con trai ngươi. Ngươi rút ra ngoài cho ta. Phí Nhi, rốt cuộc ngươi hận ta tới mức nào? Ngươi nhắm vào ta đây nè. Sao ngươi phải hại Phí Nhi của ta? Ngươi mau im đi. Nguyên Quá coi Phí Nhi như con trai ruột của mình. Sao có thể là chàng ấy hại chết Phí Nhi? Thế thì còn ai? Là ngươi. Nếu không phải ngươi có tư tâm, không chịu nói cho Nguyên Quá biết lượng mạng Đà La cần thiết theo công thức, thì sao Phí Nhi lại thành ra thế này? Không phải. Là các ngươi. Là các ngươi. Là các ngươi. Cả cô nữa. Là các ngươi hại chết con trai ta. Ta muốn cô đền mạng. Ta muốn cô đền mạng. Ngươi buông ra. Làm gì hả? Ở yên đó. Đi đi. Chỗ này không chào đón các ngươi. Ta tới không muốn đánh nhau. Ta tới để đưa Phí Nhi đi. Đừng ăn mơ có thể đưa Phí Nhi đi. Ta là cha ruột của nó. Ta không đưa nó đi thì ai đưa nó đi? Cha ruột của nó. Loại người như ngươi xứng làm cha của Phí Nhi sao? Cô xứng chắc. Cô mà để ta đưa Phí Nhi đi từ sớm thì giờ Phí Nhi đang cùng ta hưởng vinh quang phú quý ở kinh thành rồi. Nhưng giờ thì sao? Hãy mau đưa đi. Dừng, dừng tay. Ta phải xem ai dám bày trò ở Tiêu Quận này. Ngu Nhị, ngươi có ý gì? Ai dám bắt nạt Hoa đại phu chính là đang bắt nạt Ngu Nhị. Ai dám gây chuyện với Hoa đại phu, ta nhất định sẽ không để kẻ đó được yên. Ngươi điên rồi à? Ngươi quên ngươi cùng phe với ai rồi à? Đúng thế, ta cũng từng cùng một ruột với ngươi. Giờ ta đã biết
quay đầu là quyền. Được qua đại phu cảm hóa, giờ ta hành thiện tích đức. Ngô đại nhân, nhìn thấy những người đằng sau ta không? Những người dân Tiêu quận đây đến để tiễn đưa Phí Nhi. Họ mà biết hồi đó ta bị ngươi xúi dục, đã làm thuốc giả hãm hại dân chúng, người bảo dân chúng sẽ nghĩ sao? Ngô đại nhân, ngươi định giữ cánh tay hay là chân? Ngươi được, được lắm. Tất cả đều tranh giành với ta, không cho ta nhận con trai ruột của mình. Được, hôm nay ta không đưa Phí Nhi đi nữa. Ta phải xem các ngươi có thể để Phí Nhi an nghỉ ở đâu. Phí Nhi sinh ra đã không có danh phận, bị người ta chê cười, giờ chết rồi, các ngươi còn muốn nó trở thành cô hồn giả quỷ hay sao? Ai nói Phí Nhi là cô hồn giả quỷ? Hôm nay trước liệt tổ liệt tông, ta phải cho Phí Nhi một danh phận. Theo ta qua đây. Nào, Minh Tâm, nàng đứng đây. Phí Nhi không phải con trai ruột của con, nhưng không khác gì con ruột của con cả. Con mong có thể để Phí Nhi trở thành con cháu Hoa gia, mong lịch tổ lịch tông cho phép. Minh Tâm, nào. Các vị hương thân phụ lão ở quận Tiêu, nếu mọi người nghĩ Hoa Đà ta không làm mất mặt Hoa gia, ta mong hôm nay mọi người có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện, làm chứng cho ta. Bắt đầu từ hôm nay, Phí Nhi là con cháu Hoa gia, không còn quan hệ gì với Ngô Thành nữa. Hoa tiên sinh, ngài đã làm rất nhiều chuyện vì quận Tiêu chúng ta. Hôm nay rất nhiều dân chúng ở đây đều từng được ngài cứu. Ngài đã cho rất nhiều người cơ hội tiếp tục sống. Ngài là đại ân nhân của quận Tiêu. Hôm nay Phí Nhi vào từ đường Hoa gia là chuyện tốt. Từ nay Phí Nhi là con trai của ngài, nhưng đồng thời cũng là con của dân chúng quận Tiêu chúng ta. Dân chúng quận Tiêu chúng ta hiểu cái lý này, đúng không? Đúng vậy, đúng thế, nói đúng đó.
Không sai, không sai. Ngô Thành, ta nói người biết, bắt đầu từ hôm nay, Phí Nhi chính thức là con cháu của Hoa gia ta. Nó không chỉ có cha là ta, còn có các thúc thúc, bá bá đây. Nó tuyệt đối không phải cô hồn giả quỷ. Nhưng ngươi, cả đời này, ngươi làm nhiều điều xấu như vậy. Khi còn sống, ngươi cô độc một mình. Chết đi rồi, ngươi chính là cô hồn giả quỷ. Hoa Đà, ngươi tàn nhẫn ghê, cũng độc ác ghê. Khi còn sống, Phí Nhi không nhận cha ruột là ta. Không ngờ, không ngờ chết rồi cũng không vào cửa Ngô gia. Ta nhớ rồi. Minh Tâm, nàng nhớ lấy, chúng ta mãi mãi là người một nhà. Phí Nhi không chỉ là con của nàng, nó còn là con cháu của Hoa gia, còn là con của chúng ta. Minh Tâm, Minh Tâm, nào nào, Minh Tâm, nào, sợ mà xem, đoán xem đây là cái gì? Chẳng lẽ thành công rồi, thành công rồi, mà phí tán, chính nó. Có thể giúp nàng thấy lại được ánh sáng. Cuối cùng đã hoàn thành được tâm nguyện của chàng rồi. Đúng thế. Nhưng mà ta còn một tâm nguyện khác. Còn một tâm nguyện khác. Nào, từ từ rồi ta nói cho nàng nghe. Nào, Hoa Đà ta học y từ nhỏ, đi khắp thiên hạ, gặp vô số người bệnh, cũng gặp rất nhiều loại bệnh. Ta muốn ghi chép lại kinh nghiệm và những điều tâm đắc nhất của mình, viết lại thành một cuốn sách, có thể để lại cho hậu nhân, dù là già trẻ trai gái gì. Chỉ cần họ muốn học thì đều sẽ có thể phát triển y thuật, tạo phúc cho chúng sinh.
Bao nhiêu năm trôi qua, chàng vẫn còn nhớ sao? Nhớ. Đương nhiên là nhớ. Chỉ cần ta tới một nơi nào đó, ta sẽ ghi hết những gì ta nghe thấy, nhìn thấy, viết thành một cuốn cẩm nang, để lại sách, truyền bá y đạo. Đây là công đức lớn. Nhưng chàng không sợ dạy được đồ đệ rồi sư phụ chết đói sao? Nếu thực sự có 100,000 người mới học được thành tài, thì dù qua đà ta từ đó mất đi bát cơm, ta cũng vui. Đây là phúc của chúng sinh. Đến lúc đó, ta với nàng có thể trồng cây dịch giải, sống bình an suốt quãng đời còn lại. Nguyên Quá, đây là cuốn sách sống. Chàng đã viết tất cả vào thanh nang rồi. Vậy sách này đặt tên là Thanh Nang Kinh được không? Thanh Nang Kinh. Tên hay. Thanh Nang Kinh, Ma Phí Tán, Ngũ Cầm Kịch. Đời này qua đà ta sống thế là đủ rồi. Không được. Không được nói những lời như thế, biết chưa? Ta còn phải đợi chàng chữa mắt cho ta. Ta còn phải nhìn thấy chàng nữa. Từ nay về sau, chúng ta vẫn còn mấy chục năm nữa phải bên nhau đấy. Không được nói đủ. Không nói. Không nói. Còn rất nhiều ngày tháng tốt đẹp còn đợi chúng ta. Mùa xuân, chúng ta cùng đi thả diều. Mùa hè, ta đưa nàng đi hái đài sen. Mùa thu, nàng may áo ấm cho ta. Mùa đông, chúng ta cùng đi ngắm hoa đăng. Ta tin chàng. Phí Nhi, ta và mẹ con đến thăm con rồi đi. Phải rồi, ta nói con biết chuyện này. Miếng hội năm nay náo nhiệt lắm. Ta và mẹ con đã đặc biệt chọn hai chiếc đèn rất đẹp cho con. Con xem, con có thích không? Phải rồi, nói cho con hai chuyện tốt. Thứ nhất, mẹ con sẽ nhanh chóng thấy là được ánh sáng. Thứ hai, ta đã chế tạo thành công thuốc tê rồi. Ta đặt tên cho nó là Ma Phí Tán. Ma Phí Tán. Đúng. Ma Phí Tán. Phí trong Phí Nhi. Ma Phí Tán là Phí Nhi dùng tính mạng để đổi về. Cho nên chỉ cần Ma Phí Tán còn, Phí Nhi vẫn chưa chết. Phí Nhi, con nghe thấy không? Ma Phí Tán. Ma Phí Tán. Cha, hôm nay con tới là vì muốn báo tin mừng cho người. Cuối cùng con cũng làm thành công Ma Phí Tán. Cuối cùng người ở dưới suối vàng cũng có thể mỉm cười rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, Hoa gia chúng ta trải qua rất nhiều giông tố. Chúng ta đã mất đi rất nhiều. Giờ con chỉ còn minh tâm thôi. Con biết
người không thích nghe con nhắc đến Minh Tâm. Cha, gây tê rồi phẫu thuật là chuyện chưa từng có tiền lệ, một chuyện rất trọng đại. Thêm vào đó lại là phẫu thuật cho Minh Tâm, trong lòng con không nắm chắc được gì cả. Nhưng mắt cô ấy lại không đợi được. Cha, người hãy nói con biết, con phải làm sao đây? Con có nên phẫu thuật cho Minh Tâm không? Con có nên làm vậy không? Có. Nguyên quá, lời chàng nói ta nghe thấy cả rồi. Ta chỉ muốn nói với chàng một câu: ta tin chàng, ta dám. Nhỡ xảy ra chuyện gì, ta cũng không trách chàng. Con người ta sống trên đời, có thể có một nam nhân như chàng, vì một lời hứa đã mấy chục năm mà chữa bệnh cho ta, vì ta mà nỗ lực cả đời, trải qua trăm vạn khó khăn. Đổi lại là bất kỳ nữ nhân nào khác, có ai không cam tâm, không ai tình nguyện chứ? Minh Tâm, Nguyên Quá, Minh Tâm, tâm nguyện của chàng sắp thành hiện thực rồi. Ta cũng có một tâm nguyện, chàng có muốn làm cùng ta không? Có, đương nhiên là có rồi. Minh Tâm, sao nàng lại muốn ta đưa nàng đến đây? Cái miếu quan này rất có duyên với chàng. Ngày xưa Huệ Nương từng ở đây, sau đó ta với Phế Nhi cũng từng ở đây. Chàng có biết miếu quan này trước kia bị bỏ hoang là miếu gì ở quận Tiêu chúng ta không? Đương nhiên là biết rồi. Miếu Nương Nương. Đúng thế, miếu Nương Nương thờ nữ oa. Những người từng thắp hương miếu Nương Nương không có một ai không bạc đầu gia lão. Nếu lừa nữ oa Nương Nương, chắc chắn sẽ chịu tai ương suốt đời. Đời này Minh Tâm ta chỉ muốn gả cho một mình Qua Đà. Trân trọng duyên này từ nay đến hết đời. Nguyên Quá, chàng có chịu cùng ta lập lời thề trước nữ oa không? Sao vậy? Chàng không muốn thành thân với ta sao? Ta biết dụng ý của nàng. Nàng sợ sau khi phẫu thuật, nhỡ có gì sai sót, nàng sợ không biết sao nói với ta, nên nàng muốn thành thân với ta trước khi phẫu thuật, không để lại nuối tiếc, đúng không? Chàng đã biết rồi thì sao không thành toàn cho ta? Nào, ngồi xuống rồi nói. Nàng biết không, Minh Tâm, cưới nàng là tâm nguyện lớn nhất đời này của ta. Chúng ta thành hôn như thế, ta sợ có lỗi với nàng, để nàng chịu ấm ức. Hay là như vậy đi, đợi chữa khỏi mắt cho nàng, ta sẽ đường hoàng cưới nàng về. Ta thích con người chàng, chứ không phải nghi thức làm cho người khác xem. Chẳng lẽ chàng muốn ngày mai đến lúc phẫu thuật ta vẫn phải có tiếc nuối sao? Nhỡ thực sự xảy ra chuyện gì thì điều đó sẽ trở thành nuối tiếc lớn nhất đời ta mất.
ta nghe nàng hết. Hôm nay chúng ta thành hôn. Đây mới là nguyên quá của ta. Nào, Lữ Oa nương nương trên cao, hôm nay qua đà con lấy Minh Tâm làm vợ. Dù giận đổi sao dời, quyết không chia lìa. Nữ Oa nương nương trên cao, hôm nay Minh Tâm con gả cho qua đà, đời này kiếp này mãi mãi không chia lìa. Nhất bái thiên. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Nương tử, phu quân, không định gỡ khăn trùm đầu của ta sao? Cũng đâu phải chưa thấy bao giờ, còn nhìn gì nữa? Thấy rồi, thấy rồi. Nhưng nàng làm vợ của Qua Đà ta thì đây là lần đầu tiên ta thấy. Minh Tâm, cuối cùng chúng ta cũng được bên nhau rồi. Đi tới ngày hôm nay thật sự chẳng dễ dàng gì. Ta nghĩ tất cả những chuyện này đều là sự sắp xếp tốt nhất của số mệnh. Để ta nắm tay nàng, chúng ta cùng nhau từ từ già đi. Xin nàng hãy tin ta, ta sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên nàng, bầu bạn với nàng. Ngốc à,
chúng ta chưa từng chia xa bao giờ cả. Minh Tâm, nàng uống đi. Phí Nhi Ná không sai, thuốc này thực sự không đắng. Đỡ ta qua đó đi. Nàng còn gì muốn nói với ta không? Có chứ, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hôm nay không nói được. Nếu hôm nay nói hết thì sợ sau này chúng ta chỉ có thể ngây ngốc nhìn nhau, chẳng còn gì để nói nữa. Đúng là có chút buồn ngủ. Lát nữa ta có nằm mơ không nhỉ? Nàng muốn mơ thấy gì? Minh Tâm, Minh Tâm, ngủ một giấc thật ngon đi. Ngủ một giấc thật ngon. Nguyên quá. Minh Tâm, nàng tỉnh lại rồi à? Có phải ta ngủ lâu lắm rồi không? Vậy là tốt rồi. Vậy được là tốt rồi. Mấy hôm nữa là ta lại nhìn thấy chàng rồi. Đúng thế, mấy hôm nữa là nàng lại thấy ta. Trong lòng ta, bộ dạng chàng vẫn còn trẻ lắm. Cũng không biết bây giờ liệu có phải chàng đã bạc cả đầu, biến thành một ông già vừa xấu rồi không? Nàng thì chẳng thay đổi gì cả, vẫn là Minh Tâm lúc trước. Thật ra dù ta có già đi hay không, nàng vẫn mãi mãi là Minh Tâm ta giấu trong lòng, nâng niu trên tay.